Hey, hello, Bonsai một ngày vui, xin chào tất cả các bạn nha. Chúc tất cả mọi người có một ngày thứ bảy cuối tuần bên gia đình vui vẻ và tràn đầy năng lượng ha. Hôm nay mình khui cái lô mini của dừa sim hồng. Cái lô này thì mình trồng được 3 tháng mấy rồi các bạn. Thì có cây nó đạt thành phẩm rồi, và có cây cũng chưa được, thì mình móc cây nào ra mình làm cây đó. Rễ nó cũng tương đối rồi. Nên cái này một lô mình xuống, thì cái việc mà trồng nhiều thì mình đôi khi mình phải chấp nhận có những cây cái bộ rễ nó không có đẹp. Thì khi mà mình cứ khui cái này ra đi, nó đẹp đó thì mình cho nó lên thành phẩm luôn, ok, dưỡng thêm lá thôi. Còn nếu mà nó chưa có được đó thì tiếp tục mình sử dụng cái bài để mình nuôi dưỡng thêm rễ thì nó sẽ mất thời gian hơn. Cái điều đó mình cũng phải chấp nhận với bạn, tức là cây không phải là mình xuống một lần 100 cây là cây nào nó cũng đều ra ưng ý mình hết. Có những cái cây nó cũng quái dị lắm, nó không có lên, nó bị đẹp, nó bị còi, chứ không phải là cây nào ra 100 cây nó ra 100 cây đâu. Xác suất thành công mà ai mà làm 70-80% mà nó ra một trong trên đơn vị một lô vậy là cũng là theo như mình là thành công lắm rồi. Ở đây của mình một phần bị ảnh hưởng cũng do phôi nữa, chứ không phải là tất cả là do cách mình trồng hết. Có những cây mình trồng mình không có chăm kỹ nhưng mà nó lên khỏe, nó vẫn khỏe các bạn. Anh mình cắt để mình khui, mình lột này ra để cho nó lộ thêm bộ rễ dưới gáo nó luôn, và xem như thế nào nha các bạn ha. Cùng nhau mình quan sát, mình có khó khăn tới đâu thì mình đỡ tới đó, mình sẽ đưa ra những cái giải pháp cho mình đối với những cái cây mà nó không được ưng ý, nó không hơi khó chịu á. Thì quá trình mình làm mình rút kinh nghiệm thôi, rồi quay video lại mình chia sẻ cho các bạn, những người đam mê bonsai dừa thì mình cũng sẽ giống như các bạn thôi. Tức là trước đây mình có thể mình xem của những cái người anh em, người bạn khác trong nước và ngoài nước, họ đi trước thì họ sẽ làm có nhiều kinh nghiệm hơn, rồi họ cũng quay video và chia sẻ với mình. Bây giờ mình cũng y chang vậy luôn, nhưng mà các bạn xem để mình khui ra nha. Rồi ok, mình tiến hành mình khui ra nha các bạn. Khui ra đi. Cây này thì theo như mình là cái lá nó tương đối rồi chứ chưa có rồi là ok lắm. Thì để coi rễ nó như thế nào. Không được cái lá nào không được thì sau này mình sẽ cắt. Phần quan trọng là mình giữ cái đọt bên trong nó còn lá nhí là được. Còn những cái lá bìa này mình không thích mình cắt các bạn. Chứ còn đây cái lá này vẫn được nè. Đó, những cái lá này là theo như mình là vẫn chơi được ha. Lá trong đây thì nó đạt rồi nè. Đó, lá này nè. Lá này ok nè. Bây giờ thôi mình quay lại mình tập trung cái bộ rễ đi. Cái này là cái đề tài mình tập trung bộ rễ mà theo mùa. Cái video của mình làm tới cái loại nào thì mình quay lên. Video mình chia sẻ cho mọi người. Các bạn xem video của mình ít nhiều thì trước giờ có những cái video nó cũng có những cái tác phẩm nó cũng nhìn cũng đẹp, có những tác phẩm nhìn nó cũng chưa ưng ý lắm, thì cũng mong mọi người xem, mọi người góp ý. Buổi sáng là có một anh bạn ở Long An, anh cũng lớn tuổi và bắt đầu bây giờ chơi dừa rồi được 5-6 tháng rồi. Anh chia sẻ, cùng anh gọi điện lên anh chia sẻ cũng vui. Nói tôi cũng muốn bấm like cho chú lắm mà tôi không biết bấm ở chỗ nào hết á. Tôi cứ coi thôi chứ tôi không biết bấm like ở chỗ nào hết. Xem cái kênh rất là nhiều mà không biết bấm chỗ đâu hết. Mình nói bây giờ không có, anh nhờ con cháu hay là em gì đó, những đứa nào nó trẻ trẻ nó biết công nghệ chút, hướng dẫn cho. Để anh em mình tương tác hoặc là anh comment cái điều gì đó để mình biết. Có lấy số điện thoại của anh đây nè. Chào anh nha. Giờ như đã nói là chút xíu nữa sẽ làm cái video đưa lên, thì cái video đưa lên cho anh là mong là nhận được cái like của anh. Vì anh nói là anh không biết bấm nút like chỗ nào, thì anh sẽ tìm cách để mà bấm được cái nút like hoặc là comment chào một câu, chào nhau một tiếng với lại tất cả mọi người. Ở đây các bạn thấy không, bộ rễ nè. Cây này thì theo như mình đánh giá là rễ nó chỉ gọi là tạm được thôi, chứ còn nó chưa có ok theo ý mình lắm. Rễ nó đi nó mọc mà nó không có vàng trái, mà nó lại chùm chùm, nó dính vô, nó không đều. Nhưng mà cây mà
mình cũng đâu có đòi hỏi nó giống như con người mình, đâu phải gieo 10 cây ra 10 cây đẹp được đâu. Có những cái nó xấu mình cũng phải chấp nhận nó, chứ đâu biết làm sao giờ. Đây nè ha. Rồi mời các bạn tiếp tục quan sát ha. Rồi ha, mình ngừng lại chút xíu chia sẻ các bạn nè. Khi mình làm cho cái bộ rễ nó lộ ra thì cái việc đầu tiên của mình làm là các bạn chỉ khó lấy một miếng vải, mình đậy tẩy cho nó sạch ba cái mụn cám nó cũng dính lại, nó sót ở trên cái rễ nó đó, để mục đích mình làm cho nó làm sạch cái rễ nó trắng luôn, để tránh cái việc là sau này nó khô á mình mất thời gian mới cạo nữa. Bây giờ mình làm kiểu này là mình không cần phải cạo các bạn, nó đang còn mềm á, nó mới ra nó đang còn mềm nè, mình chỉ cầm vuốt sơ nè là nó sạch, không hết sạch hết tất cả, nhưng mà nó vậy nó đỡ cho mình rất là nhiều công chùi nè. Sẵn có những cái rễ cám nó cũng rớt luôn, còn những cái rễ còn lại á mình thích rọc liền thì mình rọc, không rọc thì mình cứ để đó, để cho sao nó tự nó khô rồi mình rọc cũng được, cũng sao. Mình làm vậy là không ảnh hưởng gì tới cây dừa nha mấy bạn, không hề ảnh hưởng đến cây dừa sức khỏe gì hết nó, mặc dù nó có đứt rễ cám ở trên á nhưng mà không sao hết, tất cả các rễ mình quan sát nó đã nằm ở dưới đây hết rồi. Đây cái cọng rễ nè, thấy không, nằm cọng rễ nằm dưới đây hết nè, rễ cũng tương đối các bạn, được 1, 2, 3, 4, 5, 6 rễ mà trong đây nó còn đang có cái mầm ra nữa nè, đây cũng có cái mầm nữa nè, nhưng mà nó bị kẹt trong đây nè, kẹt trong đây mà chưa có giải phóng được nó, nó bị ra đây nó không ra được, ra rễ nhỏ xíu à, rễ xíu à. Bây giờ chia sẻ chút xíu ha, khi mình quan sát cái cây này rồi, nó tùy theo cây ha. Mình thấy cái rễ có một cái rễ này, hai cái rễ này nó không ok, mình quyết định mình cắt luôn. Lý do đây nè, nhiều rễ thì tốt nhưng mà nó, những cái rễ này nè, để đưa sát cho các bạn xem ha. Nhiều rễ thì tốt nhưng mà cái rễ này nè, nó đã như vậy rồi nó không bao giờ lớn được nữa hết, nó teo luôn rồi, nó kiểu vậy. Còn lúc nó ra nó lớn ngay từ đầu luôn. Đó, mình cắt cho bạn coi, cho nên là mình không có tiếc. Cái rễ này mình cắt được hết, nó không ảnh hưởng tới cây đâu bạn. Nhiều rễ mà cây dừa không ảnh hưởng đâu. Tiến hành mình cắt ha. Đó, tiến hành cắt luôn ha. Cắt đi xong mình sẽ chỉ đây, nó đang có một cái rễ ra nữa nè. Không, như cái cây này thì mình nghĩ chắc không cần phải nuôi thêm rễ đâu. Dừa phổ thông mà nó vậy nó chơi là cũng được rồi. Nó không có xuất sắc nhưng mà cắt gì là được rồi. Cắt rễ, bỏ những cái rễ đi. Rồi, bỏ luôn ha, đây em cắt luôn, không chết, không ảnh hưởng cây nha, và đừng sợ, nó như vậy là nó xuống rồi, không có sợ, đó, để gì luôn. Đây các bạn thấy không, nó có một cái rễ ra nữa nè, nó bự là nó bự rồi, thằng nào nó bự là nó to à. Cái này chưa thấy rõ, quay cái video không thấy, mắt mình nhìn được, còn bạn xem cái video mà không thấy rõ đâu. Cắt sạch ra chỗ này cho bạn xem. Video này mình làm chậm rãi lại, các bạn cố gắng quan sát nha, đừng có tua nhanh, chờ tới cái cuối coi video này, nó cũng có cái hay của nó hết, hấp dẫn á, mình cứ gọi mình tua nhanh nó cũng dở lắm. Một lần nữa là cũng mong các bạn là xem video và yêu thích bonsai dừa, thì bạn nào chưa đăng ký thì cứ đăng ký kênh giúp cho mình, đó là một cái cách để cho cái những cái video của mình được thêm đông đảo, những nhiều người biết hơn, vì cái nhu cầu mà chơi cây kiểng bonsai ngày càng một phát triển trong cái thời buổi kinh tế này, cuộc sống nó còn có nhiều thứ nó không được như ý muốn, thì đây là một trong những cái cách để cho giúp cho mình cuộc sống mình nó trở nên ý nghĩa hơn, giúp cho mình giảm stress trong những cái ngày cuối tuần. Các bạn có thể không phải là những nhà vườn giống như mình, nhưng mà các bạn khi mà yêu thích bonsai dừa này, các bạn cũng có thể chơi được giống như những nhà vườn. Thì ví dụ như bonsai dừa này mình chơi nhiều cũng có cỡ tầm 5 cây hay là nhiều nữa chục cây đổ lại, thì nó không có mất nhiều thời gian của mình đâu. Thì các bạn cứ xem video này, nếu mà có yêu thích các bạn cứ đóng góp cho mình những ý kiến, cái nào mà được, cái nào chưa được
like hoặc dislike gì đều ok hết các bạn. Đó là những cái tương tác giữa mình với lại các bạn. Rồi ha, bây giờ mình quay lại mình tập trung vô cái chỗ mà mình nói cái rễ, lý do sao mình cắt mấy cái rễ nhỏ. Bạn thấy không, cái rễ nào mà nó ra to là nó sẽ to, hầu thông thường là như vậy. Mà đối với cây dừa là mình thấy hầu như là như vậy hết. Những rễ này nó đã ra, nó nhú ban đầu nó to như vậy thì mình nuôi nữa thì nó sẽ to nữa. Còn rễ nào mà giống như những cái rễ nhỏ nãy mình cắt đi, nó ít có khi nào mà nó mập lên, tự nó mập lên được lắm. Nó mập ngay từ đầu ra vậy luôn, cái rễ nó rất khỏe. Thì cái này thì mình cách mình nuôi thì mình đơn giản rồi. Trong nhiều cái video mình đã có chia sẻ các bạn là nó chỉ cần giữ độ ẩm thì cái này sẽ ra thôi. Một là mình lấp đất lại hết, chờ tiếp tục như vậy thì nó mất thời gian mình. Cho nên ở đây mà chỉ cần quấn vải ẩm ướt nhẹ là cái rễ này sẽ ra thôi. Thì đến nào khi nào nó ra tới đây các bạn có thể sắp rễ, mình chia ra chỗ này cũng được. Rễ đây là mình chưa hề sắp lại nha, nó lên sao mình để y chang vậy luôn. Thì cái này chỉ cần mình đô một lần nữa, bây giờ mình cứ tạm thời vậy, lúc nó rễ xong xuôi mình đô một lần lên nữa là bắt đầu cho sắp rễ nó sát vô trong đây luôn, là lúc đó là lên là thành phẩm luôn. Còn bây giờ đối với cây này thì cái bộ lá nó chưa có ok lắm, mình chỉ lên rễ như thế này thôi để mình quan sát, mình có kịp thời chỉnh sửa. Đó các bạn thấy không, cái rễ này ha, mình sẽ tiếp tục mình nuôi dưỡng nó đó. Đó cái video này mình chia sẻ các bạn đến đây là theo kiểu dạng vậy đó. Bây giờ ha, nếu mà sắp rễ thì theo như các bạn cái rễ này sắp lại như thế nào cho nó ok. Đó cái này mình có thể mình khi mình đô lên lần nữa mình sẽ chỉnh rễ nè. Bây giờ thì tạm thời mình chưa có đụng với nó. Đây là 1 nè, 2 3 4 5 6 rễ, 6 rễ với một cái rễ này là 7 rễ nè. 7 rễ thì cái vô cái số không có đẹp lắm. Các bạn thích thì bạn nuôi bạn để, còn có thì thôi tới đây mình lưng mình không có cho nó xuống nữa, nó để vậy luôn cũng được, còn không là các bạn cắt. Một đó là một cách, cách thứ hai nữa là mình tiếp tục mình quấn độ ẩm cho nó nữa, mình nuôi cho nó được 8 rễ hoặc 9 rễ gì đó thì nó ok. Lúc đó tha hồ, thậm chí các bạn thích thì các bạn sắp cho nó bó hết cái này luôn cũng được. Ha, đó cái kiểu là dạng là y như vậy đó. Rồi ha, nên lần sau á, nếu cái video sau mình sẽ đưa các bạn xem khi mình sắp rễ xong nè. Rễ thì các bạn có thể như cái này, kéo cho nó xích ra giãn đây, tùy theo cái gu mình chơi nha. Đây mình nói theo quan điểm của mình thôi. Đây xích ở đây. Cái rễ này nó ba rễ nó chụm lại nó không được đẹp lắm. Khi mình ra mình đô lần nữa, tém cho cái rễ nó qua đây. Hai cái rễ này nếu mà được kéo giãn xích qua đây một xíu, chia cái rễ đều qua cho nó đẹp. Còn cái mặt này á, các bạn thích thì cứ để chữ qua đây nè. Đó, đây mình cứ chữ ở đây. Thì có thể vẽ chữ tài lộc hay cái gì đó tùy theo cái gu mình, còn không thì cứ để trơn, mình chỉ bêu hũ bóng là mình chơi được thôi. Giờ chỉ có việc là mình chăm cái bộ lá nó ok nữa chút xíu nữa là xong. Rồi mình có thể mình gọi là cái cây phổ thông mình chơi thành phẩm. Thì sẵn đây mình cũng giới thiệu luôn. Cái lô hàng này sắp tới đây mình ra là cũng khoảng được 7 đến 80 cây. Thì anh em nào có nhu cầu chơi bonsai dừa phổ thông thì cứ mạnh dạn alo với mình. Số Zalo mình sẽ để trên màn hình đó, các bạn cứ xem đó và liên hệ ha. Còn cái hàng này là hàng để mà chuẩn để mà theo Tết á, thì sắp tới đây mình cũng xuống một cái lô luôn. Anh em nào mà dịp Tết mà có muốn kinh doanh bonsai dừa thì tầm khoảng hơn 1 tháng nữa các bạn liên hệ với mình để mình bàn bạc và mình đặt hàng trước. Vì tới dịp cận Tết á, tầm khoảng ngoài tháng 10 trở đi á, thì rất là khó để nhận hàng. Lúc đó mình làm không kịp nữa bạn. Cây dừa phải 5-6 tháng mới ok. Cho nên muốn kinh doanh cái dịp Tết thì mình phải liên hệ với nhau, mình làm việc trước. Đó là sớm ít nhất là khoảng 4 tháng là ok. Còn 3 tháng thì nó hơi cập rập. Thì các bạn cứ tùy tình hình, mình cứ khi mình có nhu cầu mình cứ liên hệ với mình ha. Cái video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bonsai dừa một ngày vui. Nếu ai chưa đăng ký thì cứ mạnh dạn đăng ký ha, mình đâu có mất gì đâu. Cảm ơn các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới hay và hấp dẫn hơn. Xin chào.